Xin chào các bạn khán thính giả, những người yêu lịch sử Việt Nam. Mong là các bạn khi xem những cái clip về hùng ca sử Việt, phần 1, phần 2, phần 3 về những nhân vật lịch sử của Việt Nam, thì mong các bạn sẽ đọc và yêu thích, yêu mến nó và giới thiệu cho nhiều người cùng biết để mà chúng ta sẽ hiểu thêm và cảm thấy thích thêm với cái lịch sử của Việt Nam mình. Dạ, cảm ơn thầy. Xin chào, mình là Matilda. Ngày hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một vài động tác để kiềm chế cơn giận dữ. Dạ. Người này chính là Xoa Gia. Mọi người đồng rằng Xoa Gia, người tu hành vô gian hư, được gọi là ẩm thần. Bình thường nếu như có ai bị bệnh, họ phải chuẩn bị vàng mã và bón. Khi có ai bị bệnh, họ phải chuẩn bị vàng mã và ba món bằng đến Xoa Gia, sau đó đem đục xuống để ngoài đường cho chó quan ăn. Như vậy bệnh của người bệnh sẽ truyền cho chó quan. Thành vợ chồng thật sự. Sau khi những phụ nhân biết chuyện chúc chắc của con dâu Kim Liên, mặc dù tâm tố phượng chưa thể chia rẽ chí chỉ và Kim Liên, nhưng cô ta không hẳn lòng đi theo dõi họ. Quan hỷ sẽ sao đã nghe gì để đúng không? Không. Những mặt đẹp nghe. Chào các bạn, mình là Quỳnh Diễm Trang. Hôm nay là anh Phúc vào Sài Gòn, cho nên là hai anh em ra uống cà phê buổi. Một chút là anh lên máy bay về Đà Nẵng lại rồi. Hai anh em gặp nhau những cái giờ phút cuối cùng hiếm hoi. Trời ơi.